rồi, chiếc này thua em ạ. Dạ ơi, chiếc này được cướp bóng. Cướp bóng đó nhà ơi, chiếc này mới chịu thua đó. Em chiếc này chiến thắng rồi. Đây đây đây. Cái gì đó, cá bóng, cá bóng. Ủa, anh cá bóng. Đây cho anh nè. Đâu? Cá bóng anh, cá bóng tiếng hèn sao à. Đây. Cá bóng có bà lớn nè kìa. Cá bóng mày lớn. Bé ăn đèo đèo luôn. Em mến chào cả nhà nha. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay hai chồng em vẫn tiếp tục đi câu kiếm cá chiều vô, em làm món ăn chiều cả nhà ơi. Em mời cả nhà mình theo dõi cái em câu dính, có dính cá nhiều không nha cả nhà. Bữa nay em tiếp tục câu bằng mồi tôm nữa cô chú anh chị. Đây, tôm mình giao cho em. Bữa nay em câu với ông thầy này sao nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá hả? Nguy hiểm quá. Em ngồi đó đi, em qua đây. Anh với anh Thi nha. Okay, ai dính trước phải không? Ok. Ai dính trước chịu được ăn nha, ai không dính là chịu ngồi dùm miệng. Ai dính trước thì có quyền ăn và ai dính sau có quyền dùm miệng không? Đúng rồi. Ok. Trời, ok lẹ luôn nha. Ok lẹ lắm, anh nhanh gọn lẹ mà. Bữa nay em thấy gió nè anh. Gió sợ cá không ăn hả? Ừ, gió quá. Cá nào ham mồi là cá đó gồi đời chứ. Đúng rồi đó, chính xác. Ờ, bữa nay biết câu này luôn ta. Trời trời, mới vô hả? Làm xôm gì em? Cá nó liệt 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 mà em giật lên nó không dính. Cái phao của em nó dính cộng lông dừa. Chắc tại nó dính cộng lông dừa đó, nó không dính cá. Em với anh Thi câu cái ai giật trước nghe anh ơi. Rồi chơi chơi hả? Anh chạy anh đâu? Anh Thi với em là anh tiêu anh gọi anh ơi. Đây đây anh thấy gì cái phao em chưa? Anh thấy cái phao em chưa? Ôi. Con màn trước rồi ta. Mời với em mà anh đem về với cái nhà mình coi. Đây em dính được một em có vi rồi cả nhà ơi. Đó, hên cười. Hên hên chiến thắng ông xã em ơi. Đây đây đây, đây em ơi, dính em ơi. Ơi. Ừ, đây 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 đây. À, dính em cá bóng. À đó, thấy chưa? Rồi, anh đây. Trời không để thua vợ luôn ta. Đó, em múc nước đi. Đây đây nè, qua đây nè. Đây em múc này không có bọt ấy. Nè qua đây nghe, ngồi gần anh cho gỡ cho hên. Đây. Cá bóng ú quay luôn này còn chú anh chị. Ờ. Ờ, cá bóng. Hết biết cá bóng không? Anh hả? Sao bằng con cá phi. Cá phi. Cá phi em à? Ờ, cá phi của em. Câu cá phải đẳng cấp gì vậy? Không nói gì vậy em? Ờ, lại là con cá con cá bóng xệ. Cá bóng xệ. Quê nha, một điều nha. Quê, quê. Ừ. Quê vị trí anh công trước. Trở về vị trí cũ hả? Về vị trí cũ. Rồi, xin được tới. Anh Thi không lợi em. Đến dính con đó là em ngon em lắm mà em. Cá đó nó bị gì đâu á. Bị gì em ơi. Tính đâu mình chiến thắng rồi ai ngờ đâu. Đâu có dễ ăn với anh chứ vậy. Ai ngờ đâu quề. Rồi rồi cá ăn nữa. Trời anh ơi. Cá ăn nữa anh ơi. À dính. Ôi. À. Ôi lại là dính một em. Lại là cá bóng em ơi. Anh cá bóng rồi, em. Ngồi đó đi. Em phải phi. Đây em đưa cho chú chị mình xem nè. Ồ cá bóng của anh. Cá bóng bé teo teo luôn. Cá phi của em à này. Nhảy cao lên. Đó. Cá bóng mà lớn nè chị ăn. Lần nào em dính cho anh cũng dính hết trơn. Trời ơi, muốn thắng anh đâu phải chuyện đơn giản nha em. Không thắng nổi thiệt à. Cá gì ba lớn này mà cũng vẫn dính. Ồ, chút xíu nữa sức mép rồi anh ơi. Sức mép luôn hả? Sức mép luôn. Anh còn tí mồi luôn. Ăn. À. Một điều em. Một điều. Hai điều chứ. Vậy à, hai điều. Ý cục nghe. Đâu có dễ dàng vậy. Không thắng nổi nghe. Hồi đó giờ anh chưa có biết được cái điệp tài anh câu cá phải không? Bữa nay biết rồi đó anh.
nay cho em mở rộng tầm nhìn. Lần nào em dính cũng dính theo chứ. Đến đầu thắng anh này chứ mà không thắng nổi. Đâu dễ dàng chứ. Nè nè, nè cá ăn nữa nè. Nè coi nè, coi nè, coi nè. Ô, nó ghĩa, ghĩa. Cá này trái số nữa nè. Tại như mấy con cá lóc mít á anh ơi. Ghĩa cọc 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 chứ. Rồi rồi xong nữa, xong rồi, xong xong. Rồi. Chút xíu nữa mắc trên cây dừa luôn rồi. Trời, lấy người ta giật cũng phải đạt giật theo nó mà này cái thôi. Theo nó dính. Cái nó mít nhỉ, nó lôi mà còn nhiều quá. Thì anh cho tới cùng hả? Lâu thế nào để thu anh được anh? Ồ, cá này nó tới số nó nữa. Au. Au. Ôi, rồi rồi, chiếc này thua em rồi. Trời ơi, chiếc này được con cá bóng. Cá bóng cả nhà ơi, chiếc này mới chịu thua đó. Em chiếc này chiến thắng rồi. Đây 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 đây. Cái gì á đó? Cá bóng. Anh cá bóng. Chưa? Để đó nè. Đâu? Để đó nè. Cá bóng anh cá bóng tí hen không à. Đây. Cá bóng của bà lớn rồi kìa. Cá bóng bà lớn. Đeo đeo luôn. Con cá này nè. Cái nhỏ không tính nha. Tính chứ, bậy nha. Bậy nha. Là chiến nào cũng vậy chứ ha. Anh là sở trường anh cá bóng mà. Giờ giật đâu, giật theo. Theo vậy em ơi. Người ta phải nói là người ta câu hay nó khác. Đó. Là dễ ăn không? Dễ, rất là dễ luôn. Có đâu bằng ở quê mình á. Gà ở quê thì nó rất là tiện lợi. Không có đồ ăn mình xách con ra hai dòng ngồi hai góc giật tăng một. Bữa nào hai chồng mình bơi xuồng lên trên á. Trên luôn. Ơi nè nè. Nè, dính nữa em ơi. Rồi, rồi xảy ra. Cái bóng hả? Cái bóng. Trời ơi uổng không? Em sợ anh giật sức hầm mại em quá. Giật ghê quá. Ê, cái này là anh hơn em là nửa con rồi đó nha. Anh hơn nửa con không? Xảy không tính. Anh nửa con rồi đó. Ờ bữa nay câu cặp mé thì thường thường cá bóng nhiều hơn giữ người ta. Ăn nữa vậy đi phao với em, cùng phao với em. Ồ, nó chìm mà giật nó không dính. Cái lóc mít nó lôi á. Mít gì cơm dở nó cũng dở. Anh giật cái nữa cho em sợ luôn. Thôi nè, thôi nè. Anh dịch đâu bao giờ nó mát hết rồi. Nó mát thì không nói chi mẹ trên. Xích lỗ mũi ghê rồi luôn à. Để chồng chê hả? Để chồng chê, xích lỗ mũi chồng chê xấu rồi ghê rồi luôn. Lúc đó ngồi khóc á. Lúc đó uống vô miếng bụng thuốc là chồng mê tới chịu. Ồ, nó lôi gì phao em nữa anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Ôi. Áo. Thế trời ơi, chiến này là chắc thắng thiệt rồi. Một em cá bóng. Cá bóng hết biết bự rồi. Cá bóng hết biết ngon luôn, cá bóng ú. Tại là cá bóng mặt sẽ mặt sẽ cá bóng em hơn anh con này phải không? Đó, hơn anh này đó nghe. Chiến này mới chịu thua rồi đó, im ru. Gan đâu cho kịp em. Im ru rồi đó. Nãy anh xảy con đó chứ không xảy là quề vậy em ơi. Gán giật đi con nữa đi anh. Để anh đang tập trung. Anh mà làm sao anh đấu lại em anh ơi. Chưa tan thuốc mà. Thôi một chuyện nữa, thôi một chuyện. Ôi. Dính rồi em. Đâu á không? Cá phi. Ôi, đây là một. Trời ơi, xảy em. Em cá phi. Rồi, chuyện này thua em hai. Xảy rồi, xảy. Ui, làm em chắc. Thua em hai con rồi. Thua hai con này đó. Hai con rồi. Anh tính là dính kịp em luôn, hai giờ dính kịp. Bây giờ nhiêu đây mình đủ ăn rồi anh ơi, bây giờ mình vô mình tranh thủ mình làm món khô khô mình ăn cơm chiều anh ơi. Khoan, đợi anh câu con này nữa, anh chịu. Đợi anh câu con
lại em chia hơn hai con em ngồi em chơi nha. Ok. Anh là làm sao mà có cửa cái mày trời đã... trời mày hả bự rồi xong luôn kẹt luôn hết rồi. Cái bóng nhiều quá. Sau một khoảng thời gian gần 2 giờ đồng hồ, hai chồng em câu được bấy nhiêu cá đây cô chú anh chị ạ? Cá phi, cá bóng, đủ loại hết trơn. Bữa nay toàn cá phi với cá bóng. Em câu nãy giờ được nhiêu cá đây, giờ em đủ làm món khô khô rồi cả nhà ơi. Giờ em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha. Bữa nay gì được gì là hai chồng quá ấm rồi cô chú anh chị ơi, có món ăn nè.